Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Tiếp tục quay trở lại về cái công việc hàng ngày, đó là giới thiệu những cái sản phẩm hàng Nhật bãi chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất đến quý anh chị ạ. Cả nhà đang xem sản phẩm trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật bãi. Cả nhà vào xem thì ủng hộ em Hương một like, một nốt đăng ký kênh các anh chị nhé. Quay cho các anh chị xem theo dõi, đó là nhà em Hương thì đang sẵn kho rất là nhiều bếp ga, xe đạp, nồi cơm đang sẵn kho rất là nhiều. Nhà em tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Anh chị nào ở gần thì mời các anh chị qua nhà em Hương xem hàng nhé. À, trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối của ngày 19 tháng 6 thì em Hương sẽ lên kênh và báo giá cho các anh chị rất là nhiều mẫu bếp ga, dòng đơn giản có, dòng mặt kính, mặt sơn, mặt men gì đều có hết các bác nhé. Dạ, những cái mã mà ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà, em Hương sẽ đi qua một chút xíu. Dạ, một chiếc bếp, những cái dòng bếp phím vặn, phím nhấn gì đều có hết ạ. Đây, rất là nhiều mã đang được để sẵn ở đây rồi. Rồi em quay một vòng trước tiên như thế này, sau đó thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cái chiếc bếp một cho cả nhà theo dõi để cho các anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về bếp ga nhé. Bếp ga nội địa Nhật thì sẽ tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Kể cả những cái dòng bếp đơn giản hay dòng đa chức năng thì đều có những cái tính năng đấy luôn ạ. À, đây là 11 mẫu bếp ga ngày hôm nay em Hương sẽ chọn để giới thiệu đến quý anh chị. Chiếc bếp đầu tiên mà em Hương chọn để giới thiệu đến cả nhà đó là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osaka Ga. Có cái màu sắc cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Màu màu hồng đấy, màu hồng này. Phía trên là mặt kính màu hồng và em này thì được mệnh danh đó là dòng nồi đồng cối đá. Rất là bền luôn các anh chị nhá. Dòng họng đúc siêu bền luôn đấy ạ. Các anh chị này. Đấy, chia lửa của bếp đấy ạ, họng bếp đấy ạ. Ở trong video báo giá nhanh thì em Hương xin phép được test lửa, test hết các cái tính năng của cái chiếc bếp đầu tiên, còn những cái chiếc bếp sau thì em Hương xin phép không có test nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm tới cái mã nào thì em sẽ gửi video riêng cho các anh chị. Về chế độ bảo hành thì em Hương sẽ bảo hành cho các anh chị 1 năm, nên là em sẽ phải test cẩn thận em mới gửi đi, chứ tránh cái tình trạng gửi đi gửi về gọi là mất tình cảm của cả hai bên ạ. Em sẽ vừa test bếp và vừa hướng dẫn mình sử dụng cái chiếc bếp này luôn. Góc bên trái của bếp bao giờ cũng sẽ là một khay chứa pin các anh chị nhé. Một đôi pin mình có thể sử dụng được 3 đến 6 tháng. Đấy, rất là tiện lợi luôn đúng không ạ? Bác nào mà thấy dùng pin không có tiện thì liên hệ em Hương để em Hương gửi pin sạc cho các anh chị. Cách lắp pin thì các anh chị lắp cái đầu này ra ngoài giúp em Hương ạ. Lắp cái đầu này ra ngoài nhá. Một đôi pin sẽ tặng cho cả nhà. Để cả nhà có pin, cả nhà test bếp. Đây, hiện tại thì em đang bật quạt nên nó hơi gió. Nóng quá các anh chị ơi. Nóng quá. Đấy. Bây giờ sẽ test cái tính năng an toàn, đó là tính năng chống cháy nồi cho các anh chị xem nhé. Khi mà lựa chọn mua bếp ga ấy, thì hai cái yếu tố quan trọng nhất mà cả nhà cần quan tâm. Thứ nhất đó là yếu tố an toàn và thứ hai đó là yếu tố tiết kiệm. Thì ở những cái chiếc bếp ga nội địa Nhật, kể cả những cái dòng đơn giản thôi, thì đều đầy đủ hai cái tính năng này luôn rồi. Tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán 160 đến 200 độ C ạ. Anh chị thấy đèn sáng ở cái dòng nào là chúng ta đã chọn cái chức năng đấy rồi. Chế độ nấu nước này, hẹn giờ 3 phút, hẹn giờ 10 phút, phù hợp khi chúng ta luộc hoặc là chúng ta ninh một cái món nào cần thời gian ngắn nhé. Tuy bếp không có một cái đồng hồ hẹn giờ cụ thể nhưng mà các anh chị có thể hẹn được trong cái thời gian cố định này cũng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Chế độ nấu cơm, chế độ nấu cháo, rất là dễ thôi, không có gì khó sử dụng hết. Sang bên bếp bên trái, đây là bên phải ạ, đây là phím 3X. Các anh chị lưu ý ấn và giữ 3 giây giúp em Hương. Mình sẽ bật cái nốt này lên khi chúng ta chiên rán hoặc là rang đồ khô. Còn nếu mà nấu nướng bình thường không, chúng ta không cần bật lên đâu ạ. Đấy, các anh chị cứ thấy đèn nó sáng. Thông thường những cái nốt khác ấy, chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ tay thôi đúng không ạ? Nhưng mà cái phím này, cái phím 3X này này, có cái đặc trưng đó là ấn và giữ 3 giây các bác nhá. Đấy, một số anh chị xem rất là nhiều video nhưng mà chúng ta không để ý đến cái chi tiết này. Là chúng ta về test bếp thì sẽ không có test được đâu. Hiện tại thì em Hương đang test cái tính năng an toàn, đó là tính năng chống cháy nồi. Chống cháy nồi để các bà các mẹ nhà mình mà không may có vào bếp có quên ấy thì cũng sẽ không có bị cháy. Em sẽ khò cho nhanh các bác nhé. Khi nhiệt độ lên đến 200 độ C thì bếp sẽ giảm nhỏ. Hiện tại thì bếp đang giảm nhỏ rồi đấy ạ. Đây, cả hai bếp đều đang giảm nhỏ hết rồi đây. Rồi, bếp đã tắt rồi đấy ạ. Tắt bếp này. Ở bên này cũng tắt luôn rồi. Khi mà các anh chị test ấy thì các anh chị lưu ý này, đậy cái vung lại hộ em nhé. Em đang mở ra để em khò cho nhanh thôi. Tắt bếp là sẽ khóa ga. Chúng ta nấu nướng chúng ta có quên thì cũng không có lo bị cháy nồi nữa. Những món ăn ngon được nấu từ những chiếc bếp ga nội địa Nhật và những món ăn ngon được nấu từ những nồi cơm nội địa Nhật đúng không ạ? Đây, một cái chiếc bếp dòng họng đúc siêu bền, dòng đa chức năng, phun chức năng. Chiếc này thì dòng nướng hai tầng lửa các anh chị ạ. Nướng hai tầng lửa và có đồng hồ hẹn giờ luôn.
Đây, cái phím nhấn ngoài cùng đây là có hình con cá. Đây, đây là biểu tượng của lò nướng các anh chị nhé. Chúng ta sẽ có một cái đồng hồ hẹn giờ nên chúng ta sẽ được 15 phút, tối thiểu là 1 phút tăng cộng giảm trừ. Tăng cộng giảm trừ sử dụng rất là dễ luôn, không có gì khó khăn hết đâu ạ. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt ở đây. Rất là dễ các anh chị nhé. Mình cứ xem video của em Hương khoảng tầm 2-3 lần thôi. Chúng ta trực tiếp sử dụng 2-3 lần nữa là chúng ta có thể sử dụng thành thạo cái bếp ga này rồi. Và có thể đi bán hàng giống em Hương luôn ạ. Mã H1. Mã H1 em Hương bán với giá là 3.200.000 đồng các anh chị nhé. 3.200.000 đồng cho cái mã bếp ga này. Em sẽ test lửa và test các tính năng đầu tiên của cái mã đầu tiên thôi. Còn những cái mẫu khác thì em Hương xin phép là không có test. Dạ rồi, sang tiếp theo cái mã H2 cũng giống như là mã H1, mã H1 chỉ khác nhau ở một chỗ đây, đó là cái lò nướng thì có thêm rất là nhiều chức năng. Đấy, bác nào mà gọi là gọi thích tìm tòi này, thích khám phá thì các bác về các khác bác khám phá thêm nhá. Thực ra chúng ta nướng thì chúng ta chỉ cần bật lửa lên là cháy và thời gian hẹn giờ là ok thôi. Mã này thì khác nhau ở chỗ này và khác nhau về cái màu sắc thôi. Cũng đều là của Osaka ga hết. Dòng mặt kính này, dòng mặt kính thì các anh chị lau chùi rất là dễ đúng không ạ? Kiềng này, kiềng các anh chị nấu đến bao giờ cho nó hỏng? Tất nhiên là đã qua lửa rồi thì những cái đầu kiềng nó sẽ có dấu hiệu của việc sử dụng. Đấy, dòng họng đúc gọi là siêu bền luôn các bác ạ. Đấy, dòng họng đúc rất là bền luôn nhá. Mã này em thấy nó cũ hơn nên em bán với giá là 3.100.000 đồng nhá. Mã đầu tiên em bán là 3.200.000 đồng. Những cái dòng này thì đời nó tầm 25 đổ lại cho các anh chị ạ. Mình không quan trọng đời cao hay đời thấp đâu. Đấy, những cái mẫu này cũng không có đời cao đâu. Đấy, mã H2 là 3.100.000 các bác nhá. Anh chị nào mà ưng cái mã nào thì chụp màn hình lại giúp em Hương với ạ. Em Hương sẽ quay tổng quan như thế này để cho cả nhà có thể theo dõi. Đây cũng là dòng nướng 2 tầng lửa và cái bếp nướng này thì sẽ điều chỉnh bằng cái phím điện tử ở đây. Tiếp theo sang mã H3 cũng giống như mã H2 và cũng tương tự như mã H1 thôi, chỉ khác nhau về màu sắc thôi các anh chị ạ. Chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn các chức năng thì giống hệt nhau hết nhá. Đấy. Chiếc này em cũng bán với giá là 3.100.000 đồng. Mình ưng cái mã nào thì chụp lại giúp em nhé. Em sẽ quay nhanh sang những cái mã khác nữa. Mã H4 là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai. Zinai đấy ạ. Nhiều anh chị thì cứ hay biết đến cái dòng Zinai thôi, còn Paloma hay là những cái thương hiệu khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà những cái chiếc bếp này đó là hàng đã qua sử dụng, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng các anh chị nhé. Người Nhật đã sử dụng rồi thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta sử dụng thôi, không có gì phải gọi là đáng lo ngại hết đúng không ạ? Mặt kính màu xanh lam rất là đẹp luôn, màu xanh lục bảo. Kiềng ạ. À. Đấy, chia lửa là bằng đồng nguyên khối. Bác nào mà thích cái dòng chia lửa bằng đồng thì các anh chị có thể tham khảo cái mẫu bếp ga này. Đấy, kiềng của bếp là bằng thép không gỉ các anh chị nhé. Mặt kính thì có cái ưu điểm là gì? Ưu điểm đó là chúng ta lau chùi, chúng ta vệ sinh rất là dễ. Hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới ạ. Mã H4 em bán với giá là 3.800.000 đồng nhé. Góc bên trái sẽ là hộc để đựng hai đôi pin. Đấy, điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt. Bên bếp trái thì sẽ có phím 3S, sang bên bếp phải thì sẽ tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán 140 đến 200, chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. À, cái chiếc này thì có một đồng hồ hẹn giờ thôi nhưng chúng ta có thể hẹn giờ cả 3 bếp luôn nhé. Tối đa chúng ta có thể hẹn được 90 phút cho bếp nấu và 15 phút cho lò nướng ạ. Nướng thì 2 tầng và rất là rộng luôn rồi. Nói chung là mẫu nào nhà em dọn cũng kỹ hết, tùy thuộc vào cái giá tiền của mình thôi, tùy thuộc vào phân khúc khách hàng. Thì các anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái chiếc bếp phù hợp. Mã H4 em bán với giá là 3.800.000 đồng ạ. Sang một cái mã tiếp theo. Mã tiếp theo cũng là một chiếc bếp kính của nhà Norit. Norit thì sẽ có dòng mà gần như bếp kính của Norit là dòng họng đúc, trừ cái dòng mặt đứng ra thôi. Trừ cái dòng chiếc bếp hình hộp chữ nhật ra thôi ạ. Đấy. Đồng hồ, chiếc này thì sẽ có hai đồng hồ. Đồng hồ bên trái thì sẽ hẹn giờ hai bếp nấu, còn đồng hồ bên phải thì sẽ hẹn giờ lò nướng nhá. Vẫn đầy đủ các cái tính năng 3S này, nấu nước này, tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán này, nấu cơm, nấu cháo. Chiếc này thì bo viền inox nên trông rất là sang xịn mịn đúng không ạ? Kiềng của bếp rất là đẹp luôn các bác ạ. Cái chiếc bếp này anh chị dùng rất là bền. Em đã bán được rất là nhiều các cái mẫu như thế này rồi. Và cái dòng mắt ếch, họng đúc siêu bền. Cái mặt kính chấm bi, mặt kính chấm bi rất là đẹp luôn. Khay nướng thịt thiêu siêu rộng luôn nhá. Trong đây thì còn hai cái gọi là thanh chắn dầu mỡ của lò nướng nữa. Em sẽ mời các anh chị cùng theo dõi lò nướng này. Chúng ta có thể tháo rời ra
chúng ta có thể tháo rời cái này để chúng ta vệ sinh nhé. Đây ạ, em mời các anh chị cùng mà theo dõi nội thất bên trong của lò nướng nhà em dọn rất là kỹ rồi. Sau khi nhận bếp về thì chúng ta chỉ việc lắp dây ga vào và chúng ta sử dụng thôi ạ. Mã H5 em Hương bán với giá là 4 triệu 200 nghìn đồng các anh chị nhé. 4 triệu 200 nghìn đồng cái mã bếp ga này. Em sẽ tiếp tục sang cái mã tiếp theo. Một chiếc bếp full chức năng và full nóc. Nếu như mà mình không thích lấy những cái thương hiệu khác như Norit, Tokyo rồi Osaka Ga thì các anh chị có thể tham khảo cái mã này. Z9 H6. Mã H6 Z9 full inox, viền inox anh chị nhá. Viền inox, kiềng inox và nắp đậy bằng inox luôn. Mặt kính màu trắng có kim tuyến rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn tổng thể cái chiếc bếp này là đã thấy đẹp rồi. Bếp bên trái thì sẽ có tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán 160 đến 200 ạ. Chế độ nấu nước 5 phút, nước sôi tắt, còn cái này là phím 3S nhá. Bên bếp phải thì sẽ có chế độ nấu cơm, nấu cháo này, có đồng hồ hẹn giờ của bên bếp phải. Và nướng thì cũng là dòng nướng hai tầng lửa. Đối với những cái dòng phím gạt như thế, phím nhấn như thế này thì chúng ta sẽ có cái cần gạt lửa để chúng ta điều chỉnh cái độ to nhỏ của lửa đây ạ. Khay nướng hai tầng lửa rất là rộng luôn đúng không cả nhà. Mã H6 em Hương bán với giá là 4 triệu 500 nghìn đồng các anh chị nhé. 4 triệu 500 nghìn đồng cái mã bếp ga này. Bác nào mà quan tâm tới cái mã nào thì chụp màn hình lại giúp em Hương ạ. Đây, đang còn rất là nhiều bếp đang đợi các anh chị gọi điện để chốt đơn thôi ạ. 0359 014 200 là số của em cả nhà nhé. Nhà em tại Triệu Sơn Thanh Hóa, rất là hy vọng được đón tiếp các anh chị tại cái không gian bán hàng của nhà em. Đấy, có một số anh chị khó tính quá thì thấy những cái độ bếp như thế này chưa đẹp xuất sắc. Nếu mà đẹp xuất sắc thì em Hương lại bán giá khác rồi. Nếu mà gọi là hàng dùng lướt, hàng đẹp xuất sắc thì nó lại giá phải bằng tầm một nửa bếp mới cơ. Nhưng cái này em bán chỉ có giá 1/3 thôi. Thì gọi là tiền nào vậy đấy, mặt sơn, mặt men, mặt kính, mặt đá gì có hết. Phù hợp với lại phân khúc tất cả các khách hàng các anh chị nhé. Tiếp theo ạ, một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma. Có một cái màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Trắng tinh khôi. Màu trắng có làm anh lo lắng ạ. Thành vách cũng đẹp anh chị nhé. Những cái mẫu đời cao như thế này thì kiềng đã là kiềng bo tròn rồi ạ. Và chia lửa kể cả Zinai hay Paloma thì đều bằng nhôm hợp kim hết rồi các anh chị nhé. Đấy, đều sẽ bằng là nhôm hợp kim hết rồi. Chiếc này là dòng mặt men. Mặt men thì chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi rất là dễ. Hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới đây ạ. Khay nướng và vị nướng của bếp cũng còn rất là mới. Chiếc bếp này thì bên bếp phải sẽ có góc bên bếp trái ạ, sẽ có một cái nốt ở đây. Cái này gọi là nốt hầm các anh chị nhé. Nốt hầm hoặc là nốt hẹn giờ 30 phút, hẹn cho cả được bếp trái và hẹn cho cả bếp phải được luôn. Trong một lúc thì chúng ta chỉ chọn được một bếp thôi nhé, không phải đồng thời hẹn được cả hai đâu. Và cái nốt ở đây ạ, các anh chị cứ thấy hình số 3 giúp em Hương. Đây là phím 3S. Mình lưu ý mình ấn và giữ 3 giây giúp em thì mới kích hoạt được cái tính năng này nhé. Đây là cái phiên bản đặc biệt của nhà Paloma. Cái phiên bản rất là đẹp luôn. H7 em Hương bán với giá là 2 triệu 900 nghìn đồng. Phím vặn là công tắc bật bếp. Đây, bật bếp bên trái này. Cái này sẽ là bật bếp bên phải. Còn ở đây sẽ là lò nướng nhé. Sử dụng rất là dễ, không có gì là khó hết. Đấy, em Hương sẽ quay video hướng dẫn các anh chị trực tiếp sử dụng những cái mẫu bếp ga này. Sang một cái mẫu bếp ga khác nữa, đó là một chiếc bếp cũng đến từ thương hiệu Paloma, nhưng nó là dòng phím nhấn dạ quang các bác nhé. Đấy, đối với những cái dòng phím nhấn như thế này thì tất cả các bếp có dòng phím nhấn, không chỉ cái chiếc này đâu, sẽ có khóa cho em ở dưới đây ạ. Sau khi nấu xong chúng ta khóa lại thì con nhà mình sẽ không có nghịch được vào bếp, cực kỳ an toàn luôn. Còn đối với cái dòng phím vặn thì đã an toàn rồi. Đấy, các bạn sẽ không có nghịch được vào bếp đâu. Nếu mà vặn vặn ngang như thế này thì sẽ không có bật được nhá. Các anh chị phải ấn vào vặn ngược chiều kim đồng hồ như thế này ạ. Rất là tiện lợi luôn đúng không ạ? Phím nhấn dạ quang cho phép chúng ta phát hiện khi là đang bật bếp này. Góc bên trái cũng sẽ là khay chứa pin ạ. Cái màu sắc phía trên đó là màu nâu cà phê, có kim tuyến rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Chia lửa cũng bằng nhôm hợp kim này. Đấy, nhà em dọn bếp rất là kỹ rồi. Những cái chiếc bếp này chỗ nào cần xử lý lại, hàng bãi về thì có chiếc đẹp xuất sắc. Còn nói chung là chày thì không thể tránh khỏi được đâu. Như đây em có dặm, em có chấm lại rồi nhá. Chỗ nào cần dặm lại, chỗ nào cần chấm lại thì em có làm cho các anh chị luôn rồi. Vẫn là hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới đây ạ. Rất là mới, rất là đẹp đúng không cả nhà. Em mời các anh chị cùng theo dõi nội thất bên trong nhá. Giá nào cũng có, lát em sẽ giới thiệu cho cả nhà cái mẫu bếp rẻ. Bếp rẻ cũng có mà bếp đắt cũng có.
Cái mẫu này nếu mà hàng mới thì em đang bán với giá là 9 triệu ạ. Còn hàng bãi em bán 2 triệu 9 thôi. Mẫu này 2 triệu 9, 20. Nói chung là những cái dòng này khoảng tầm 20, 21, 22 gì đấy các anh chị ạ. Em bán 2 triệu 9 mã H8 nhá. Quá nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Xem 11 cái mã bếp mà không chọn được cái mã bếp nào thì tiếc quá. Đấy, các bác mà ưng cái mã nào thì liên hệ Zalo với em nhé. 0359 014 200 ạ. Nếu như mã H8 đó là cái sự phối hợp giữa màu nâu cà phê và màu ghi ở thân, thì cái chiếc bếp này phối hợp giữa màu đen và màu nâu cà phê ở dưới thân các bác nhé. Chiếc nào cũng đẹp, quan trọng là cái gu thẩm mỹ của chúng ta thôi. Chúng ta thích cái màu sắc nào thôi. Chứ còn em Hương bán thì em Hương thấy màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp hết ạ. Paloma ICS87, đây là mã số của bếp. Cái chiếc này thì cũng sẽ có hẹn giờ 30 phút cho cả bếp trái, cả bếp phải. Các anh chị lưu ý giúp em đó là chúng ta chỉ hẹn được một bếp trong một lần thôi nhé. Chứ một lần chúng ta không thể hẹn được cả hai bếp đâu. Đấy, các bác mà muốn mỗi bếp hẹn một cái đồng hồ ấy thì các anh chị phải mua những cái bếp gọi là có 3 đồng hồ để cho chúng ta hẹn cho nó riêng biệt, và sẽ điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt đấy ạ. Mặt trước đang còn rất đẹp, chiếc này còn rất đẹp nhá. Rất là tiếc là ở trên mặt có bị chảy, trên mặt có bị chảy một một chút xíu chỗ vết chấm chân kiềng. Các anh chị thấy không ạ? Tình trạng như thế nào thì em Hương sẽ nói rõ cho các anh chị thấy luôn nhé. Đấy. Đấy, em có xử lý lại cho mình luôn rồi. Màu trắng cũng có, màu đen cũng có, và màu nâu cũng có. Mình thích cái màu nào thì mình chọn cái màu đấy, giá thì cũng như nhau cả thôi. Khay nướng, vị nướng cũng rất là mới đúng không ạ? Bếp ga mà lại có lò nướng thì nghe rất là lạ, nhưng mà em Hương đang giới thiệu đến quý anh chị về cái chiếc bếp ga nội địa Nhật như thế. Nếu mà bác nào đang tìm kiếm một cái chiếc bếp mới thì bỏ qua cái video này giúp em Hương. Em Hương đang giới thiệu hàng đã qua sử dụng rồi nhá. Lưu ý đối với các anh chị đó là khi chúng ta bật một bếp thì cả ba bếp sẽ đều đánh lửa hết. Đấy là tình trạng bình thường, không có gì phải lo lắng hay là sợ bếp hỏng đâu. Mã H9 em bán với giá là 2 triệu 900 nghìn đồng ạ. Rồi, còn quá trời bếp trong một video, không thể quay hết tất cả các mã lên cho các anh chị được. Mã tiếp theo, mã H10 các anh chị nhá. Một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai, dòng phím nhấn, chức năng cơ bản tự động tắt bếp, khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Mã này em bán với giá là 1 triệu 8 thôi. Bán cho các anh chị để trải nghiệm này, nghiệm thử bếp ga Nhật như thế nào. Này, trải nghiệm thử bếp ga Nhật như thế nào nhé. Vẫn là hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới. Kể cả giá 1 triệu 8 hay là 5 triệu 8 thì em Hương cũng đều bảo hành cho các anh chị 1 năm. Bảo hành như là chế độ bếp mới cho mình luôn. Khay nướng và vị nướng của bếp cũng còn rất là mới. Lưu ý đó là khi chúng ta nướng đồ ăn ấy thì các anh chị cho em Hương một ít nước xuống dưới cái vị nướng đây. Đấy, cho em Hương một ít nước xuống dưới đây để chúng ta lau chùi cho dễ và không có bị bám dính đồ ăn nhá. Tất cả các cái chức năng đều hoạt động tốt hết ạ. Khi mà chúng ta lấy ra thì chúng ta lắp vào cho nó đúng giúp em là được thôi. Đấy. Kiềng của bếp bằng thép không gỉ các anh chị nhá. Kiềng bếp bằng thép. Cái tim cảm biến đây là cái gọi là cái điểm 10. Chất lượng gọi là cái gì nhỉ? Công nghệ Nhật, trí tuệ Nhật nằm ở trong những cái chiếc bếp ga này. Bếp ga mà lại còn chống cháy nồi mà còn rất là an toàn. Giá thì chỉ hơn bếp Việt Nam một chút xíu thôi, không bằng một bữa nhậu của các anh. Tiếc gì mà chúng ta không mua cho mẹ, cho vợ, cho người thân để chúng ta trải nghiệm đúng không ạ? Tiếc gì thì tiếc, không nên tiếc cái bếp ga này. Một căn bếp, một căn nhà đáng giá gấp hàng chục lần, hàng trăm lần cơ. Đấy, còn cái chiếc bếp này em Hương chỉ bán với giá 1 triệu 8 cho các anh chị trải nghiệm thôi. Ra những cái em Hương lời là lời ở những cái chiếc bếp giá cao tiền hơn. Chứ còn những cái chiếc này thì gọi là tính công thợ rồi chi phí mọi thứ rồi tiền ship ra. Rồi cả cái công bảo hành cho các bác 1 năm nữa thì có được bao nhiêu đâu. Đấy. Nhưng mà mình vẫn bán để mình giới thiệu những cái sản phẩm tốt như thế này. Mã H10 em bán với giá là 1 triệu 800 nghìn đồng nhá. Anh chị nào mà ưng cái mã này thì chụp màn hình lại giúp em Hương ạ. Rồi, nói nhiều quá rồi ạ. Mã H11. Bác nào mà thích nguyên zin này, các bác nào mà thích nguyên bản thì các bác lấy cái mã này. Thực ra cái mã này thì cũng không khác gì bếp hàng mới lắm đâu. Nó còn hơi bụi, em chưa có lau thôi. Đây ạ. Họng của bếp còn rất là mới. Đã qua lửa rồi thì sẽ có dấu hiệu của việc sử dụng các anh chị nhé. Chia lửa. Hai cái bộ phận quan trọng nhất của một chiếc bếp đó là chia lửa và họng bếp. Em này đang còn đạt điểm, gọi là điểm tốt luôn của cái độ mới đấy. Dòng mặt men nhá. Cái chiếc bếp H10
Chiếc BH10 là dòng mặt sơn ạ, sơn tĩnh điện ạ, còn cái chiếc 11 này sẽ là dòng mặt men. Ngoại hình cũng trông rất là đẹp. Chiếc này tầm 20 21 gì đấy ạ. 21 cái chị ạ, 2021 nhá. Khay nướng và vị nướng cũng còn rất là mới, sáng leng keng luôn đúng không ạ? Lò nướng phía trong đây nhà em dọn rất là kỹ rồi. Anh chị về chỉ được cắm dây ga vào và sử dụng thôi. H11 em Hương bán với giá là 3 triệu 200 nghìn đồng anh chị nhé. 3 triệu 200 nghìn đồng cho một cái chiếc bếp ga này. Tùy vào độ mới, tùy vào độ đẹp của bếp thì em Hương sẽ cân chỉnh lại cái giá cho nó phù hợp thôi. Chứ nhiều khi mình tin tưởng ở đâu thì mình mua các bác ạ. Chứ không phải mình em Hương bán hàng đâu, mà cả hàng trăm, hàng nghìn các anh chị bán hàng bãi khác cơ. Đấy. Cảm ơn cả nhà nhá. 11 mã bếp đã được em Hương giới thiệu rồi. Bây giờ em sẽ đi lại một lượt nữa để cho những anh chị vào xem sau. Chúng ta có một cái nhìn tổng quan hơn về những cái mẫu bếp ga mà hôm nay em Hương giới thiệu ạ. Mã H11 giá 3 triệu 2. Mã H10 dòng mặt sơn tĩnh điện sơn ô tô bán trải nghiệm. Bếp Nhật giá Việt Nam giá có 1 triệu 800 nghìn đồng thôi ạ. H9 một chiếc bếp nhấn đời cao của nhà Paloma, em bán với giá là 2 triệu 9 nhá. Đấy, H8 cũng là 2 triệu 9. Những cái mẫu này thì chỉ khác nhau về màu sắc thôi. H7 cũng 2 triệu 9 ạ, khác nhau về màu sắc, kiểu dáng, phím nhấn, phím vặn. Còn bác nào mà thích bếp kính thì xem lại những cái mã đầu tiên giúp em Hương. Bếp kính này, bếp kính full nóc, full chức năng, H6 4 triệu rưỡi. Mình ưng cái mã nào thì mình chụp màn hình lại giúp em nhé. Mã H5 4 triệu 2 dòng họng đúc, siêu nồi đồng cối đá của nhà Norit. Rồi, bếp kính giá dưới 4 triệu là mã H4. H4 3 triệu 8 ạ. Còn bác nào mà thích sử dụng dòng bếp kính mà giá bình dân thôi, tầm hơn 3 triệu một tí thôi, thì các anh chị lấy mã H1, H2, H3 giúp em. H3 3 triệu 1, H2 3 triệu 1. Đấy, hiện tại em còn cả màu đen nữa nhưng mà em thôi em không lên kênh nữa. Và H1, cái chiếc này thì em đã test hết các tính năng rồi. Mã này đẹp hơn, em bán 3 triệu 2 nhá. 11 chiếc bếp đã giới thiệu đến quý anh chị rồi. Ngoài ra còn siêu siêu nhiều bếp luôn cả nhà ơi. Gọi cho em Hương là sẽ mua được bếp, gọi cho em Hương là sẽ có đơn thôi. Giá nào cũng có, giá nào cũng có cho các anh chị hết. Quan trọng là mình thích cái kiểu dáng, mẫu mã và cái nguồn tài chính của mình như thế nào. Bếp rồi nồi sẵn kho rất là nhiều. Nồi thì từ 400 nghìn là đã có nồi rồi. Tất nhiên là cái nồi 400 nó sẽ không thể bằng cái nồi hơn 1 triệu được đúng không ạ? Và cái bếp 1 triệu 8 thì sẽ không thể bằng cái bếp 2 triệu rưỡi được rồi. Đấy, mình gọi là xem cái nào phù hợp với lại mình thì chúng ta sẽ ủng hộ nhà em nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hàng sẵn kho cực kỳ nhiều luôn các anh chị ạ. Đấy, 0359014200 là số của em. Các anh chị có nhu cầu thì ủng hộ nhà em nhé. Các anh chị trước khi rời kênh thì ủng hộ em Hương một like, một nốt đăng ký với ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.